Thôi chào mọi người, bây giờ mình đi câu cá nhá, đổ cần câu đây. Đấy. Thì câu quăng mọi người ạ. Buổi chiều đi câu cá xem được con cá chép nào không. Xô chưa có gì. Có bằng mồi chuối. Cùng gà mình xem có cá nhá. Xô xèo ở đây. Đây là cái câu cá mà câu để lấy cỏ cho cá này, áp lại có nhiều cá đấy. Ai có cá chấm này, cá rô phi này, cá chép này. Rồi cá trôi nữa. Mấy loại này. Ai nuôi để ăn đây không phải là nuôi làm kinh tế. Mấy loại cửa gà này. Buổi chiều đi câu cá đấy. Không được con nào không? Đi làm về mà lại thấy buồn buồn chả làm gì. Cái nhà bác cần câu đi thả xuống ao luôn. Hồi xưa thì câu bằng hay câu bằng lươn mọi người, nhưng bây giờ thì cá bây giờ thì câu bằng lươn thì nó không sạch lắm, tanh, câu bằng chuối sạch hơn, cá sạch hơn. Cần câu nó hỏng rồi, không quăng nữa, bị gãy rồi, gãy rồi, không quăng được, dùng tay kéo thôi. Quăng được mà hơi yếu, mồi chuối ăn không? Ủa. Người thấy phao đỏ rồi chưa? Phao cần câu đỏ rồi kìa. Mồi sao? Ôi. Để hết mồi luôn rồi. Hết mồi nhanh thế. Không, nếu không được cá chép nào thì buộc cỏ vào lưới câu này, câu cá chóc. Cá thì có cá đớp đớp ở ngoài phao rồi mà, phao rung rung này. Phao rung rồi, con mồi vào này. Ôi giời. Chuối này mềm thế nhỉ. Câu cả chuối không được con à. Trượt. Người này chơi. Cá chấm cho Rufi vậy. Rufi. À, chép. Chép chép. Đánh một. Thế tôi hả? Ngắm tức với chuối này. Tại lúc cái ná toàn giật như vậy. Mà nó đơn thôi. Nhát gì đâu. Run rồi, không thích rồi. Ui. Rô phi, rô phi, rô phi.
Cán nào phải tức kết quả đấy. Hả? Cán nào phải lật. Ăn được ơi, cái này đi á. Cái này ăn sao được cái này á. Cái này cháu đơn tính mà. Đơn tính không? Ừ. Rồi đây, khác này á, khắp bụng anh chứ này. Miêu à? Cái bầu. Ôi xài. Cái bầu. Cái nằm nó được phải thai. Nằm mấy tiêu không? Mấy tiêu đâu. Lại đâu. Ây da. Ngoan thức để một con da trắm. Khoảng gần cân rưỡi. Thịt luôn. Thì bao về thịt luôn. Môi giả vậy. Run giả vậy. Ôi, ôi. Đói, này tôi chắn à. Con to, cứ chưa là con to này. Cúi bên nào thích là một cái nào đi. Mua anh én thôi. Thì ngắm đớp mưa này ăn. Tụi anh em chút nữa. Nhỏ lại, môi nhỏ lại trượt. Ở đây cá chép à? À chép rồi chưa? Ừ. Chúng mình cá chép muốn gì đây. Hay là chê. Cái cành cạch lạc không? Có mày cái ôi. Ôi. Đúng không? Ừ. Trượt hai đấy, trượt hai con như này đấy. Trượt hai con như này. Nó đớn quá. Chả. Ăn này thì kẹt gì. Nó chưa sâu thôi. Cha đúc về chân chín nó khỏi đấy, nhanh. Cái én này. Hôm nay mày lai cái đúc nữa. Lai lắm. Đúc và chép. Thăm này. Chê và chép. Chọn thức áo á. Chê chép làm à? Ăn đèn pin, ăn đèn du tập như này. Du tì tờ kha mình. Cả năm ăn điểu, ăn khám ăn điểu và ăn thật hay. Ừ. Có lâu kéo rồi. Năng thức áo. Yes. Ôi. Cái nà. Chép rồi vô phim rồi lại chép đặt tết nên là anh trải cái ngày tức bất được hả đó thôi anh ấy xoay ban này. Chẳng qua phải rồi chẳng qua phải câu cao tức cầu lông đây câu cao tức cầu lông là tất cả cơn lâu tức ớ nằm á tức ớ nằm á 20.000 một người tôi phải lắm mà. Ui, tôi này cho tôi này to nha, to nha. Đó, anh giàu cứng á. Ui, nó, anh nghĩ mà. Xuống nào, mới xuống nào. Xuống nào. Phá, nhầm. Ây giời ơi. Làm chút vậy. Cảm tuyệt đeo ra con gái nhất con nhất ăn này mí khá nên tăng tu khá mà tăng tu nên khá lắm mấy ảo chóng lại rồi chắc là đấy chắc là lót á đấy mình ra đâu mình xôi bên tiêu này đâu hả tiêu đâu sau cái này mà không ba bằng mà tức kìa nhà cho cái cỏ mà cái này đấy, mày này đấy. Giờ thêm bị nhá thì mới vừa đấy.